Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là trọn bộ bảng main của Samsung Tab A có tên mã là SMB355. Và đây là phần mic nghe gọi của Tab A. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic nghe gọi của Samsung Tab A, nói nhỏ, đầu bên kia nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc được lúc không, thì quý hàng chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi luôn có sẵn mic của Samsung Tab A thay mới với các bạn. Phần mic của Tab A rất là đơn giản, được hàn chết trên main này. Do đó khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến mic của Tab A, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc được lúc không, thì kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tháo rời phần mic này ra và thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng có thể vui lòng liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể từng trường hợp liên quan đến mic nghe gọi của Samsung Tab A. Các lỗi liên quan phần cứng, phần mềm trên Samsung Tab A đều sẽ có phương án sửa chữa nhanh, chính xác tại didongcaocap.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa thay mới điện thoại máy tính bảng Samsung Tab A SMB 3500 hàng đầu Việt Nam.